Dạ vâng, em chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Hôm nay em mới về được thêm một số chiếc áo. Đấy, ở đây thì có cả líp, có cả bidon này. Đấy. Thì các bác theo dõi video là xem ưng cái món gì thì ủng hộ bên em. Em đi vào một cái đôi bidon trước đi. Đấy, đây em có một đôi bidon cá Shimano R8000. R8000 các bác nhé. Hàng chính hãng, hàng lướt đã qua sử dụng. R8000 sản xuất tại Nhật các bác nhé. Carbon. Toàn bộ phần thân này carbon các bác nhé. Đấy. Hàng lướt nhưng mà hình thức còn rất chi là mới các bác. Các bác nhìn cái chỗ người ta để cái đế giày lên, rất là mới luôn. Đấy, cái chỗ để mà đặt cá vào đây này. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nói chung là nó lướt 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 rồi nên là cũng có tí tí xước xước các bạn nhé. Cái đấy thì không thể tránh khỏi đâu. Đó, đây. Rất là mới luôn. Đấy, chỗ này thì hơi hơi xước chút các bạn này. Đấy, cái này dựa vào tường. Đó, cực đẹp. Nói chung như này là quá đẹp rồi. 2 triệu 2 các bạn nhé. 2 triệu 2 một đôi bê đan cá Shimano chuyên cho xe rát. Thì bên em có một cái clip Ultegra 6800 1125, hình thức còn rất chi là mới các bác nhé. 6800, chiếc này 1,4 triệu các bác nhé, còn rất là mới, giá bao ship cho các bác. Bác nào mà đang chạy cái đĩa 50 34 mà đang đi cái clip 11 28 hoặc 30 gì đấy, muốn đạp cho nó nặng nặng hơn chút thì các bác lấy cái 11 25 này về các bác đạp nó sẽ nặng hơn. Tiếp thì em có một cái Shimano 105 5800. Chiếc này thì vệ sinh nó đang bị dính nước, đang có vài viên ố. Chiếc này thì hình thức thì còn khá các bác nhé. Chiếc này bán thành lý cho các bác 500. 500. Đó. Đây, những cái răng lợi ở cái phần đầu này này, răng lợi cái đoạn 1 2 3 4 khoảng 5 cái clip nhỏ từ dưới này lên này nó còn rất là đẹp. Ở trên đây thì nó răng nó kém hơn một chút các bác nhé. Đấy. Tại ở bên Nhật là người ta đi dốc nhiều nên chủ yếu người ta sử dụng mấy cái clip trên này, còn ở dưới này là hầu như không dùng. Rồi, bán thanh lý các bác 500, về các bác đạp tèng tèng là ok các bác nhé. Đấy, kể cả là vụt tốc độ cao mà đi vào mấy cái clip nhỏ này là nó vẫn cứ như mới các bác nhé. Đó, 500. Đó, tiếp đến thì đây em có một số cái mẫu áo toàn bộ hàng tuyển. Đây, em có một chiếc Horizontal này, đó, size L các bác nhé. L này là L của châu Á, L châu Á các bác nhé. Đấy, chiếc này vải của nó rất là mềm và rất là thoáng. Made in Italia các bác nhé, Italia. Màu rất là đẹp. Chiếc này thì bán cho các bác có 860.000 thôi. Đó. Size L các bác nhé, size L châu Á. Để em đo đo cái nách. Đo cái nách này để các bác lấy cái áo của các bác đang mặc, các bác ra các bác đo. Nếu mà nó đúng cái thông số cái áo của em đang bán là các bác mặc là ok này. Đấy, 43 này. 43. Và dài lưng nó đi 60 khoảng 62 các bác nhé. Cái này thì các bác chắc tôi tầm ở khoảng mét 65, 65 các bạn. Đấy. Đấy, các bác cứ xem cái thông số em đo ấy, là dễ nhất. Đấy. Đấy. Đó. Màu rất là đẹp. Vải rất là mềm các bác nhé. Italia này. Đó. Ba túi. Này, phản quang này.
Vải của nó rất là mềm các bác nhé, mặc rất là mát luôn. Cái áo này thì nó có một vài cái vết sờn này các bác này. Đấy. Đây. Có vài vết sờn nó bán rẻ đấy các bác. Đặt trước nó cũng có một vài cái chấm chấm sờn sờn. Đấy, cái này nó mà không bị mấy cái chỗ đấy là nó phải hơn các bác nhé. 860.000. Đấy. Đây. Đây em có một chiếc OPQS này. Đấy. VMAX này. Chiếc này cũng của Ý luôn các bạn. Đẹp, xem cái size nó là size ở đây. Đây đây đây. Đây cũng made in Italia. Made in Italia các bạn nhé. Chiếc này thì không biết size bao nhiêu. Để em đo. Cái này bữa trước em mặc thử là 70 cân là mặc ok này. 70 cân này các bạn này. Để đo cho các bác xem. Chiếc này thì chỗ nách của nó là đi khoảng 47 này. Đấy, lưng này. Lưng nó đi 68 các bác nhé. Đấy. Chiếc này khoảng 70 cân. Đấy, khoảng 1m7, trên 1m7 là ok các bác nhé. Đấy. Đấy, chiếc này thì rất chi là mới. Vải cũng rất là thoáng, rất là mềm các bác nhé. Toàn bộ là hàng tuyển, hàng của Ý cái thứ thôi, toàn hàng hàng hiệu thôi các bạn. Nam người Nhật người ta mặc lướt rồi nhưng mà nó còn rất là mới. Đây, túi này, túi này. Đó. Chiếc này. Chiếc này không biết giá đâu. Chẳng biết giá chỗ nào. Các bác nào cứ thích thì alo cho em nhé. Để tí em xem lại giá xem có gì cứ alo cho em báo. Nói chung là chỉ mấy trăm thôi. Khoảng 700-800 gì đấy. 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 Tiếp đến là một chiếc MIN. MIN. Chiếc này cái vải của nó các bác này. Đấy, mềm như da em bé luôn. Co giãn cực kỳ ngon. Cái vải này mặc vào nó mát lắm các bạn. Đấy. Mùa hè mà các bác mặc cái áo mà cái vải này nó mát như gió mùa thu vậy. Đây, lỗ thoáng. Đây, để đo cho các bác xem. Chiếc này thì chắc nó vào khoảng size M rồi đấy. Đây. Chỗ nách thì nó 44 các bác nhé. Nách 44. Lưng thì lưng chiếc này nó khoảng 66 thôi. Cái này kéo nó hơi xuống một chút. Đấy, nó lên thì chắc nó khoảng 65 66 rồi đấy. Đó. Cái này thì chắc nó khoảng 1m65 trên 60 cân, 65 cân mặc ok này. Đây, đúng con size M này. Made in Italia. Đấy. Chiếc này cũng không biết là rơi đâu giá đâu mất rồi. Ai, có dán vào đây rồi mà. Dán này rồi không biết rơi đâu mất. Đó, chiếc này đẹp lắm các bạn. Màu rất là đẹp các bạn nhé. Quá đẹp luôn. Vải mát lắm. Vải sờ sướng lắm các bạn. Hàng của Ý không phải là hàng vớ vẩn đâu. Túi này, túi này, túi này. Phản quang này. Đấy, bác nào thích chiếc này cứ alo nhé, để nó rớt mất giá em quên mất rồi. Đấy, chiếc này thì chiếc Botech China Chia các bác chứ không phải China đâu. Đấy, chiếc này cũng của Ý luôn các bác nhé. Botech China là của Ý đấy, Italia này. Đấy, chiếc này thì em đo tiếp nào. Botech China chỗ này là 47 các bác nhé, 47. Còn cái lưng là đi
67 đó. Để xem tem đây. Made in Italia 100%. Đó. Chiếc này thì 760.000. Chiếc này đây nó có cái vết dầu, các bác về chịu khó giặt hộ cho em với nhé. Chiếc này thì vải cũng khá ok. Logo của Potexia còn rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Cái vải này thì nó không ngon bằng mấy cái vải nó 800 mấy 900, nhưng mà cũng rất là mát, lỗ này. Đấy, rất là thoáng. Chiếc này mặc lên người rất là đẹp các bác nhé. Đó, các bác. Này lên form rất là đẹp luôn, lên người rất đẹp, nó đơn giản nhưng mà rất là đẹp, của Ý các bác nhé. Đây, túi này, túi này, túi này. Đó. Chiếc này thì chiếc này là mờ như gần như kiểu là mờ của châu Âu các bạn. Cái này cũng tầm 70 cân, 75 cân các bác nhé, 70, 75 cân. Đó. Các bác có nhu cầu sử dụng cái món gì thì alo em, số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi em kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Truyền. Chào các bác.